Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Dù thị trường bất động sản đang ở thời điểm khó khăn, thanh khoản, nhưng nguồn cung phân khúc bất động sản dành cho giới nhà giàu vẫn mở bán. Đặc biệt, giá bán còn tăng hơn dự án mở bán trước đó. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Theo báo Tri thức và Cuộc sống, một dự án căn hộ chung cư hiếm hoi vừa được mở bán trong tháng 4 là Eaton Park ở thành phố Thủ Đức của tập đoàn Gamudaland. Dự án có quy mô hơn 2.000 sản phẩm, chủ yếu là căn hộ cao cấp, penthouse, subhouse, với mức giá khoảng 130 triệu đồng trên mét vuông tùy sản phẩm. Ví dụ, có căn hộ một phòng ngủ, diện tích thông thủy 49 mét vuông, có giá bán gần 6,7 tỷ đồng, tính ra khoảng 136 triệu đồng trên mét vuông. Giá nhà phố biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh mở bán trong những tháng đầu năm 2024 cũng chủ yếu là những sản phẩm bất động sản dành cho giới nhà giàu với giá cao. Đơn cử như dự án Phú Mỹ Hưng La Khét tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, mức giá dự kiến rất cao cấp từ 80 đến 120 tỷ đồng trên căn. Mức giá mở bán của dự án nếu chia theo mét vuông đất thì giá thấp nhất lên đến hơn 780 triệu đồng một mét vuông. Nếu chia theo mét vuông sàn xây dựng thấp nhất cũng lên đến hơn 183 triệu đồng một mét vuông. Theo báo cáo thị trường nhà ở và bất động sản quý 1 2024 của Bộ Xây dựng, giá bán nhà ở riêng lẻ, biệt thự, nhà liền kề, đất nền của một số dự án đều có mức giá rất cao. Dẫn chứng như dự án Thành Mỹ Lợi Villas, thành phố Thủ Đức, giá rao bán khoảng 160 đến 180 triệu đồng một mét vuông. Dự án Nam Viên, quận 7, giá rao bán khoảng 250 đến 280 triệu đồng một mét vuông. Giá bán nhà ở riêng lẻ, biệt thự liền kề, đất nền của một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý 1 2024 như dự án City Plaza 2 ở thành phố Thủ Đức tăng khoảng 4,3% lên mức hơn 88 triệu đồng trên mét vuông. Dự án Mỹ Thái 3 ở quận 7 tăng khoảng 4,2% lên mức gần 195 triệu đồng một mét vuông. Dự án Hà Đô Villa quận 10 tăng khoảng 4,2% lên mức 305 triệu đồng một mét vuông. Thị trường biệt thự, nhà liền kề thành phố Hồ Chí Minh quý 1 2024 không có nhiều biến động tích cực về mặt tình hình hoạt động. Tỷ lệ hấp thụ của thị trường chỉ ở mức 20-30%, không có sự thay đổi đáng kể so với quý trước. Để biết thêm thông tin chi tiết về các dự án trên, ứng dụng CafeLand Protect là lựa chọn hoàn hảo. Ứng dụng CafeLand Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn, và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. CafeLand Protect đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản. Theo các chuyên gia, trong những năm gần đây, nguồn cung mở bán chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn là phân khúc bất động sản cao cấp, phân khúc trung cấp, nhà bình dân ngày càng khan hiếm. Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng, với quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thu hẹp, giá đất tăng cao, chi phí xây dựng dự án cũng tăng cao, thì để có lợi nhuận, chủ đầu tư buộc phải phát triển dự án bất động sản cao cấp dành cho giới nhà giàu. Ngoài ra, ở thời điểm hiện nay, các dự án bất động sản đều gặp vướng mắc pháp lý, nguồn cung mới mở bán không có, thì các dự án mới sẽ phải tính toán tăng giá bán. Theo đánh giá của các chuyên gia khác, nguồn cung bất động sản cao cấp hạng sang sẽ dẫn dắt nguồn cung mới với hàng loạt đợt mở bán tại thành phố Thủ Đức, các quận huyện khác của thành phố Hồ Chí Minh. Do ảnh hưởng của việc tăng giá ở khu vực ngoài trung tâm, giá sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng trưởng chậm lại do giá các nguồn cung mới đều nằm ở phân khúc cao cấp hoặc hạng sang. Nguồn cung căn hộ trung cấp và bình dân trong tương lai tiếp tục đến từ các địa phương vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và xa hơn. Để giảm sự lệch pha cung cầu, thiếu nhà ở bình dân đáp ứng nhu cầu hiện nay, ông Neil McGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng các tỉnh thành cần bổ sung quỹ đất khu trung tâm cho sự phát triển dự án nhà ở và triển khai đúng hạn các dự án hạ tầng để hỗ trợ quá trình phát triển đô thị. Ngoài ra, các cơ quan quản lý có thẩm quyền cần đưa ra giải pháp tăng quỹ đất sạch để tránh tình trạng đầu cơ, bong bóng, giải quyết vấn đề thiếu nhà ở, tăng nguồn cung cho phân khúc bình dân, đáp ứng nhu cầu thực của người mua nhà để an cư. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường bất động sản trong năm 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản và những xu hướng mới của một đơn vị nghiên cứu đã phác thảo những định hình
về các xu hướng đầu tư trong năm 2024. Trong đó, kênh đầu tư bất động sản được nhận định vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng tiền khi có 65% đáp viên có kế hoạch mua bất động sản trong năm 2024, trong đó 60% mua với mục đích đầu tư. Chung cư và các loại hình của bất động sản thổ cư là đất nền, nhà riêng, nhà phố được lựa chọn đầu tư nhiều nhất. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Có thể thấy tâm lý nhà đầu tư trong thời gian qua đã dần ổn định trở lại và sẵn sàng xuống tiền mua bất động sản. Bên cạnh đó, về nửa cuối năm, các chuyên gia cũng đưa ra những nhận định tích cực về thị trường và giá bán có thể sẽ tăng trở lại khi nhu cầu tăng cao. Chuyên trang An ninh tiền tệ đưa tin, theo đánh giá của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea, vùng đáy khó khăn của thị trường bất động sản rơi vào quý 1 năm 2023 và kể từ sau đó thị trường dần phục hồi trở lại và kết thúc năm 2023 cho thấy giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi. Vì này cho rằng sẽ có hai kịch bản có thể xảy ra tác động đến thị trường bất động sản trong nửa cuối năm 2024. Ở kịch bản thứ nhất, theo ông Châu, tiến trình phục hồi và phát triển trở lại của thị trường bất động sản sẽ được thúc đẩy nhanh hơn từ khoảng cuối năm 2024 trở đi nếu được tiếp sức bằng một số việc sau. Đầu tiên, tại kỳ họp thứ 7 tới đây, Quốc hội cho phép luật đất đai năm 2024, luật nhà ở 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực sớm. Đồng thời thông qua hai dự thảo nghị quyết thí điểm của Quốc hội gồm nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đó không phải là đất ở và nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện tách công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với đối tượng thí điểm là các dự án đầu tư công nhóm B, C. Cùng với đó, Chính phủ, các bộ ngành ban hành hơn 20 nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, sát với thực tiễn. Việc này sẽ giúp xử lý được hầu hết các vướng mắc pháp lý của 148 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà vướng mắc này đang chiếm 70% khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân, nhà đầu tư. Ở kịch bản thứ hai, ông Châu dự báo nếu Quốc hội không cho phép áp dụng sớm ba luật trên sớm thì sẽ khiến tiến trình phục hồi của thị trường chậm thêm. Ngoài ra, nếu Quốc hội không thông qua dự thảo nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở, thì kể từ ngày luật đất đai 2024 có hiệu lực, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục không được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở và đất khác hoặc đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại. Như vậy sẽ có khoảng 15% trong tổng số các dự án nhà ở thương mại mà nhà đầu tư đang có đất khác không phải là đất ở. Hầu hết là các dự án có quy mô diện tích lớn hoặc rất lớn dù phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị nhưng lại không được công nhận chủ đầu tư dự án. Điều này có nguy cơ dẫn đến tình trạng thị trường tiếp tục thiếu hụt nguồn cung dự án, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung nhà ở thương mại. Thị trường sẽ tiếp tục tình trạng lệch pha sản phẩm nhà ở, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp, thiếu hụt nguồn cung nhà ở giá vừa túi tiền và tiếp tục tình trạng giá nhà bị đẩy lên cao hoặc neo giá cao, tác động bất lợi đến mục tiêu phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, ông Châu nhận định. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, năm 2024, thị trường bất động sản sẽ diễn biến tích cực do thị trường đã được điều chỉnh về mức đáy. Do đó, nếu nhà đầu tư mua được thời điểm này khi thị trường bước vào chu kỳ hồi phục, thì cơ hội chiến thắng của nhà đầu tư rất lớn. Về giá bất động sản, nhìn chung trong nửa đầu năm sẽ không biến động. Trái lại, về nửa cuối năm khi thị trường ổn định hơn, nhà đầu tư tham gia nhiều hơn, thì một số khu vực có hạ tầng phát triển, dân cư đông đúc, tiện ích đầy đủ sẽ có chiều hướng tăng giá nhưng không sốc như trước. Đó là nhận định của chuyên gia. Còn bạn nhận định như thế nào về thị trường bất động sản cuối năm? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau!